Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 đánh dấu sự đột phá về công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với diện tích trên 600 ha. Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng để nhanh chóng đưa các khu công nghiệp vào hoạt động trên các công trường, không khí lao động hối hả, khẩn trương ngay trong những ngày giáp Tết. Dự án xây dựng hạ tầng mở rộng giai đoạn 3 khu công nghiệp Thăng Long 2 được khởi công chỉ ít ngày trước Tết Nguyên đán. Để bắt tay ngay vào công việc, đơn vị thi công là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Licozy 18.3 đã chuyển đầy đủ máy móc, trang thiết bị hùng hậu nhất đến công trường, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Chúng tôi cũng đã cam kết với chủ đầu tư thi công đúng tiến độ, an toàn với một cái chất lượng cao nhất, đảm bảo chất lượng cho các nhà đầu tư thứ cấp. Khu công nghiệp sạch là một trong nhiều khu cụm công nghiệp mới nằm dọc theo đường nối hai cao tốc đi qua tỉnh Hưng Yên. Dù mới khởi công vào cuối tháng 11 năm trước, nhưng đến nay đã có 13 nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc ký thỏa thuận đặt cọc để thực hiện dự án trong khu. Vì vậy, tự tạo áp lực cho chính mình cũng chính là cách để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công. Phấn đấu đến tháng 4 năm 2023 sẽ hoàn thiện hạ tầng giai đoạn 1 để các doanh nghiệp vào xây dựng nhà máy hoạt động. Hiện tại, chúng tôi đang đẩy nhanh xây dựng hạ tầng. Trong tổng số 58 lô, có 15 lô phân khu đợt 1 sẽ được bàn giao vào cuối tháng 4. Sớm nhất vào cuối năm 2023, một số nhà máy sẽ đưa vào hoạt động, toàn bộ thời gian xây dựng hạ tầng là 2 năm và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để tuân thủ thời gian thi công, đảm bảo chất lượng. Tết Nguyên đán, tôi cùng gia đình sẽ ăn Tết ở Việt Nam và ngay sau kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ bắt tay ngay vào triển khai công việc. Trong năm 2023, tỉnh Hưng Yên sẽ có thêm một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp triển khai làm hạ tầng để thu hút dự án và đầu tư. Điểm mới ở tất cả các khu công nghiệp đang triển khai mở rộng thêm diện tích hay đầu tư mới ở Hưng Yên. Đó là dù mới bắt đầu xây dựng nhưng đã có nhiều tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn cả trong nước và nước ngoài ký cam kết vào đầu tư. Khi niềm tin đã được chọn mặt gửi vàng, càng tạo ra động lực để chủ đầu tư, đơn vị thi công lập thành tích, hoàn thành vượt tiến độ đề ra.